Xin chào các bạn, tôi là Marcus Jacobson, giám đốc toàn cầu của nhãn hàng Wellness tại Stockholm. Chúng tôi đã phát triển chế độ bổ sung độc đáo dành cho người ăn kiêng và các sản phẩm dinh dưỡng hơn 10 năm qua. Và chắc chắn bạn cũng muốn biết ai là người đã phát triển chúng, cũng như những thành phần bên trong. Hãy cùng khám phá bí mật với chúng tôi nhé. Chúng tôi ở miền Nam Thụy Điển, tại cộng đồng khoa học đời sống Igelosa. Đây là nơi sinh ra Wellness by Oriflame, cũng là nơi sản phẩm được phát triển dưới sự theo dõi của giáo sư Stigstein và nhóm nghiên cứu của ông. Bên cạnh, còn có rất nhiều nhà nghiên cứu khác cùng tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm Wellness. Tiến sĩ Åke Lignell, nhà nghiên cứu astaxanthin hàng đầu. Steve Barton, giám đốc phát triển công thức dưỡng da tại Oriflame. Và Eva Larson, chuyên gia dinh dưỡng tại Igelosa. Tại chính nhà bếp nghiên cứu của Igelosa, các hương vị của sản phẩm Natural Balance Shake đã được hoàn thiện, nhưng nguyên liệu lại đến từ nhiều nơi khác nhau. Thiên nhiên Thụy Điển. Các nguyên liệu chính trong Natural Balance Shake hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên Thụy Điển. Tại sao điều đó lại quan trọng và tốt cho sức khỏe? Hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Câu chuyện bắt đầu từ 10 năm về trước, khi tôi nhận ra rằng các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch luôn cần bổ sung dinh dưỡng để có thể chống chọi lại quá trình trị liệu lâu dài. Sau đó, từ những nguyên liệu thiên nhiên tốt nhất, sản phẩm Natural Balance Shake ra đời để đáp ứng mọi nhu cầu cơ thể cần. Những nghiên cứu khoa học đã chứng minh người phương Tây không nạp đủ chất dinh dưỡng. Thậm chí, cơ thể họ được nạp vào rất nhiều calo, nhưng lại thiếu những chất dinh dưỡng thiết yếu, dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều và tăng cân. Và Natural Balance Shake giúp cung cấp tất cả dưỡng chất mà cơ thể cần. Khi đó, cơ thể sẽ luôn cảm thấy khỏe khoắn, ít thèm ăn và ăn ít lại. Thành phần chính của Natural Balance Shake được lấy từ những nguồn chọn lọc ở Thụy Điển. Để đảm bảo được chất lượng và tính độc đáo của sản phẩm, Natural Balance Shake có chứa 3 nguồn protein tự nhiên từ đậu Hà Lan, trứng và sữa. Trong đậu Hà Lan có chứa rất nhiều protein, và loại đậu này còn được xem là thịt trong vương quốc rau củ. Protein từ sữa có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong tất cả các loại. Và protein từ trứng gà được nuôi bằng thực phẩm đặc biệt cho nguồn omega 3 và 6 cân bằng. Ngoài ra, còn có chất xơ từ cây củ cải đường, quả tầm xuân và táo cùng tạo nên một hỗn hợp cân bằng tối ưu. Natural Balance Shake được sản xuất tại Đức với quy trình sản xuất hiện đại dựa trên những tiêu chuẩn cao nhất về thực phẩm quốc tế, về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn. Các nghiên cứu đã chứng minh Natural Balance Shake cho hiệu quả giảm cân lành mạnh và duy trì cân nặng lý tưởng. Bạn sẽ luôn tràn trề năng lượng và tập trung vào công việc. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước kết quả nghiên cứu. Ngay trong năm đầu tiên, người dùng giảm được 9kg, trong khi theo dự tính, người dùng sẽ chỉ giảm khoảng 3kg mỗi năm. Năm thứ hai, khi phần lớn mọi người đều tăng cân trở lại, thì họ lại giảm được hơn 4kg nữa. Một kết quả đáng ngạc nhiên. Về cơ bản, Natural Balance Shake, một sản phẩm được phát triển ở Thụy Điển hơn 8 năm qua, có chứa thành phần dinh dưỡng có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn y học và hiệu quả cao. Hãy dùng sản phẩm này để hỗ trợ quá trình giảm cân cho một cơ thể khỏe mạnh hơn. Wellness Pack được thiết kế đặc biệt nhằm tôn vinh vẻ đẹp nội thể và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Trong Wellness Pack có chứa các vitamin, khoáng chất, axit béo cũng như các chất chống oxy hóa cần thiết. Hãy dùng mỗi ngày để đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng dù cuộc sống luôn bận rộn. Một trong ba thành phần chính của Wellness Pack là astaxanthin, một hoạt chất chống oxy hóa cực mạnh. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ Åke Lignell, người đã phát triển thành công phương pháp sản xuất ra hoạt chất độc đáo này. Quy trình sản xuất astaxanthin được bắt đầu từ việc cách ly tảo ở các quần đảo của Stockholm, sau đó mang chúng về phòng thí nghiệm để nuôi trồng trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Và tại đây, Gustavberg, chúng tôi sẽ tính toán việc sản xuất. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi giữ lại loại tảo này trong những điều kiện nghiêm ngặt. Đầu tiên là giai đoạn tảo còn xanh và chúng tôi sẽ tiến hành nhân giống số lượng lớn.
Giai đoạn 2 khi thảo chuyển sang màu đỏ đã trưởng thành và bắt đầu tổng hợp astaxanthin. Giai đoạn cuối cùng chúng tôi sẽ thu hoạch, sấy khô và nghiền thành bột rồi nén trong các viên nhộng. Khi uống astaxanthin, nó sẽ tích tụ dưới da và giúp dung hòa các gốc tự do được hình thành từ các tia UV, khói thuốc lá và những chất ô nhiễm khác. Và từ đó, astaxanthin tăng cường sức khỏe của làn da bằng cách bảo vệ từng tế bào cấu tạo nên da. Một khi nhắc đến da thì cấu trúc bên trong là điều quan trọng nhất. Do đó, đẹp từ nội thể cũng là một khái niệm đáng quan tâm. Mô hình cho thấy đó không chỉ là vấn đề của bề mặt da mà còn là cấu trúc dưới da. Lớp chỉ dày khoảng 1mm và ánh sáng có thể đi xuyên qua nó. Do đó, giữ cho bề mặt và lớp dưới da luôn trong tình trạng khỏe mạnh sẽ giúp da bạn đẹp hơn, mịn màng hơn. Tia UV, các gốc tự do có thể làm tổn thương làn da bạn. Và một khi da bị tổn thương, các nếp nhăn sẽ bắt đầu xuất hiện và da cũng sẽ mất dần độ đàn hồi. Với astaxanthin, hoạt chất chống lại các gốc tự do từ mạch máu đến làn da giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Và kết quả này cũng đã được chứng minh bằng nghiên cứu lâm sàng trong vòng 6 tuần cho kết quả cải thiện độ đàn hồi của da, làm mờ vết nhăn và hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn mới. Với astaxanthin, đó là cách tuyệt vời để sở hữu vẻ đẹp từ nội thể và tôn vinh nhan sắc cùng mỹ phẩm trang điểm của Oriflame. Một thành phần khác trong Wellness Pack là viên Omega 3. Omega 3 của Oriflame được chiết xuất từ tinh dầu cá tự nhiên ở các vùng nước sạch của biển Thái Bình Dương và ở dạng viên nhộng không chứa bovine. Để hiểu thêm về lợi ích của omega 3 đối với sức khỏe con người, một lần nữa chúng ta sẽ cùng trò chuyện với giáo sư Sixin. Omega 3 là một loại axit béo thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể vận hành tốt nếu thiếu nó. Triệu chứng đầu tiên mà ta có thể gặp phải là chứng khô da, chàm và tóc hư tổn. Nhưng dưới sự hỗ trợ của omega 3, axit béo này sẽ có mặt trong tất cả màng tế bào cũng như quá trình hình thành hàng tỷ tế bào mới hàng ngày. Và các bộ phận khác cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu thiếu loại axit này. Tất cả các axit béo omega 3 đều cần thiết cho cơ thể cũng như cần thiết cho làn da đẹp. Lý do vì sao ư? Vì chúng sẽ liên kết với các tế bào trên bề mặt da, tham gia vào quá trình hình thành lớp bảo vệ bề mặt da. Lớp bảo vệ tốt sẽ mang đến bạn một làn da đẹp. Đó là lý do tại sao axit béo omega 3 là nguyên tố cần thiết cho làn da đẹp. Thành phần thứ 3 trong Wellness Pack là viên vitamin tổng hợp và khoáng chất. Nhưng tại sao cơ thể chúng ta cần được bổ sung vitamin và khoáng chất? Hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng tại Hội đồng Igolosa, Eva Larson. Vitamin tổng hợp và khoáng chất rất tốt cho cơ thể, do không phải ai cũng nạp vào cơ thể đủ lượng rau quả cần thiết. Trung bình mỗi chúng ta cần khoảng nửa ký rau quả mỗi ngày và ít người đạt được tiêu chuẩn ăn uống đó. Ở đây chúng ta đang đề cập đến cả rau quả tươi và được nấu chín. Bạn có thể dùng cả hai loại. Không nhất thiết phải là loại nấu chín, do trong quá trình nấu nướng, chúng ta đã làm mất đi rất nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, cũng có nhiều loại rau quả được vận chuyển qua rất nhiều nơi trước khi đến được những người dùng. Và uống vitamin tổng hợp và khoáng chất sẽ giúp bạn đảm bảo được nhu cầu dinh dưỡng mà cơ thể cần. Trong điều kiện cơ sở vật chất tiên tiến theo tiêu chuẩn y học tại Thụy Điển, vitamin tổng hợp cùng các sản phẩm khác trong Wellness Pack đã được ra đời, được cấp chứng nhận GMP và đạt tiêu chuẩn y học cao nhất. Với những tiêu chuẩn này, bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Đó là tất cả những thông tin về Wellness. Những gì mà chúng ta nói hôm nay với bằng chứng khoa học được phát triển bởi các nhà khoa học hàng đầu Thụy Điển, thành phần tự nhiên và được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn y học cao nhất. Wellness sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho một phong cách sống lành mạnh. Hãy sử dụng sản phẩm mỗi ngày và cùng chia sẻ với chúng tôi bí quyết của bạn.